Anh Tú biết không, mỗi lần mà về Bến Tre á, không biết sao mà Vinh có cảm giác rất là thoải mái nha, mà thích lắm. Tại vì anh thấy đó, khung cảnh nè, những con đường mình đi lúc nào cũng rợp bóng dừa ha. Rồi cây trái thì sum xuê trĩu quả. Mà đặc biệt là ở vùng Trôm này nè, thì có nhiều đặc sản bánh kẹo ngon lắm nha. Đây cũng rành quá ha. Không biết là anh Tú mà những cái lúc mà về Bến Tre vậy nè, thì cái lần nào là kỷ niệm nhiều nhất? Anh cũng được đi lưu diễn ở Bến Tre rất là nhiều. Nhưng mà có cái lần hôm trước tham gia chương trình Chấp cánh ước mơ, thì ở Chợ Lách đó, bao nhiêu cái nỗi khổ của những cái người ta không được may mắn, người ta phải vươn lên. Và hy vọng lần này về đây cũng với chương trình Chấp cánh ước mơ thì sẽ trải nghiệm thêm một cái hoàn cảnh nữa. Hôm nay Vinh sẽ đưa anh Tú và đưa tất cả quý vị khán giả cùng đến thăm gia đình của chị Nguyễn Thị Bai ở ấp Lương Phú, xã Lương Phú của huyện Vùng Trôm, Bến Tre này. Nói về hoàn cảnh của chị Bai thì Vinh nghĩ đây cũng là một hoàn cảnh rất là đáng thương. Tại vì bản thân chị là một người mang nhiều chứng bệnh, nhưng mà lúc nào chị cũng cố gắng đi làm để có tiền nuôi con. Thì bây giờ mình tranh thủ đến thăm chị đi. Tại vì Vinh thấy đường vô nhà chị Bai cũng xa lắm, tại vì phải đi qua mấy con đường rồi băng qua mấy vườn chanh nữa. Không biết anh Tú đi nổi không ha. Bây giờ mình phải tranh thủ mình đi cho gấp nha. Dạ, đi anh. Tám năm trôi qua, thời gian không quá dài với một đời người, nhưng đủ để chị Ba thấm thía nỗi đau đến nghẹn lòng khi nghĩ đến người chồng vì miếng cơm manh áo cho vợ con mà ra đi mãi mãi. Dù bao mảnh đời nghèo rời quê lên tận những vùng kinh tế mới của Đồng Nai mưu sinh, gia đình chị Bai đến nơi xứ lạ quê người chỉ mong có thể tìm được một công việc ổn định để cuộc sống gia đình bớt gian nan hơn. Thế nhưng do không được học hành đến nơi đến chốn, sức khỏe chị Bai lại yếu do căn bệnh hở van tim tái phát, khiến cuộc mưu sinh của gia đình càng gặp nhiều khó khăn trắc trở. Canh cánh bên lòng bao nỗi lo toan, nhưng may mắn chỉ còn có anh, người bạn đời quen lam lũ với nắng mưa, sẵn sàng cùng chị chia sẻ bao đắng cay ngọt bùi. Vậy mà hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, tai nạn bất ngờ ập đến khiến hai mẹ con chị phải bơ vơ. Về lại quê nhà khi trong túi chỉ còn ít đồng bạc lẻ, mái nhà xưa thì rách nát tả tơi, cột kèo gãy mục, nền đất thì ẩm thấp không còn chỗ khô ráo mỗi khi trời mưa hay có những cơn nước lớn tràn về. Chị Bai phải bắt đầu lại cuộc sống mới với đôi tay trắng, đơn gánh nuôi con. 8 năm trôi qua, nỗi buồn cứ dài theo những lo lắng trăn trở bởi cảnh nghèo. Nên mái nhà vì thế cũng xác xơ, dù đã đôi lần được bà con hỗ trợ cây lá để sửa chữa lại. Chứng kiến những thiếu hụt của gia đình, chị Bai đành cố nén bao nỗi niềm riêng để bươn chải mưu sinh với đủ mọi nghề. Bám díu lấy những công việc thời vụ nơi thôn quê, chị không ngần ngại nhọc nhằn vất vả kiếm từng đồng tiền nuôi con khôn lớn. Thế nhưng những năm tháng một mình lẻ bóng mưu sinh khiến căn bệnh tim của chị tái phát nặng hơn, nhưng không thể phẫu thuật mà chỉ uống thuốc điều trị cầm chừng. Gánh chịu nỗi đau nơi trái tim lỗi nhịp, nhưng chị vẫn cố gắng từng ngày vì tương lai con trẻ. Mong cho đời con rồi sẽ bớt gian truân hơn. Nãy giờ đi tìm chị, cái hỏi thăm bà con xung quanh đây, cái mọi người nói là chị đang đi hái chanh ngoài này. Dạ. Chị ơi, chanh này là không biết phải của vườn nhà mình hay là chị hái về cho người ta? Thì hái mướn. Hái mướn hả chị? Dạ. Hái mướn rồi người ta tính làm sao chị? Một buổi thì người ta tả cho được chừng 30 ngàn. Vậy không biết bây giờ mình có thể tạm ngưng chút xíu không? Cho tụi em kiếm chỗ nào đó ngồi nói chuyện với chị một chút. Để em xách cái túi chanh phụ chị. Trời, cái gì cũng nhiều lắm mày nè. Bánh chanh luôn á. Rồi ngoài cái công việc hái chanh này, chị Bai còn đi làm cái việc nào nữa không? Lúc trước thì bán xôi, đi bán xôi ở ăn sớm thì bán rau câu, mà từ hôm đó nay cái giò nó nhức khớp quá rồi đi bán không nổi. Rồi khi nào khỏe thì nhỏ em nó kêu hái chanh phụ nó. Như vậy là coi như chị làm cũng nhiều nghề, là vừa bán xôi nè, rồi đi hái chanh. Nhưng mà em thấy ví dụ như hái chanh chị cũng kể là một ngày cũng được 30 ngàn thôi. Rồi mình trang trải chi phí trong nhà đồ có đủ không chị? Nó thiếu dữ lắm chứ đâu có đủ.
Rồi. Bệnh như chị bệnh gì nè, đi khám siêu âm tim nó bị hở nhưng mà biết bệnh thôi chứ hồi lâu rồi, hồi còn ở bên mẹ ruột mà cha mẹ ruột cũng nghèo. Rồi tới có chồng là 30 tuổi lập gia đình rồi về đây cái cuộc sống hồi đó bà và chồng cho đây có 200 mét hà, rồi có người anh bạn gì với chồng á lên trên cái thác Thị An á, rồi mần ở trển cái bữa đó không may trên đường ổng đi chài ngày chủ nhật á, đi chài về trên đường đi về cái sét đánh ổng chết đi. Trong mình chỉ có 20 ngàn chở từ tên chị đó, nhà thì nát đó tên. Bệnh của chị hồi nãy em có nghe kể là phát hiện là từ thời còn chị gái là còn ở bên cha mẹ lận. Rồi mà lúc đó tới bây giờ là mình cũng không có điều trị được, không có tiền, cha mẹ thì cũng nghèo vì đâu có tiền đâu mà cho chị trị bệnh. Rồi từ hồi mà cha chồng chị mất rồi về đây thì sống cũng hôi hút thiệt, bữa đói bữa no. Rồi chị em chòm xóm này cũng giúp đỡ. Rồi chị bây giờ là bị là hở van tim nè, đúng không? Rồi bị khớp, thớp, rồi thận có sạn, thận có nước. Rồi cái huyết áp là uống thuốc đường kỳ luôn á. Nhưng mà chị có đi bệnh viện khám rồi uống thuốc hay là điều trị cái căn bệnh nào của mình không? Đây đi ra ngoài đi xe buýt thì đi không được, đi ra tới Bến Tre nó lên máu dữ lắm chị không nổi, mà hãy đi không đa ôm thì đi về hết 80 ngàn rồi. Rồi thằng con nếu mẹ không đi nó thôi kệ con chứ không có tiền mà. Mình cũng không có cái phương tiện xe cộ nào để mình đi được hả chị hả? Có chiếc xe đạp cũ á, đi chạy đi đi vậy. Lúc trước nữa thiệt chị đi bán ở trong trường học nữa, 3 giờ là dậy để đứa con ngồi trên xe rồi ấn tước chị máng đồ chị nấu nước đậu chị bán nước đá dẫn đi vô tới trong xã Long Phú á bán trường học đó, rồi dẫn con theo vô tổng rồi học xong xin nhà trường cho dân cái võng đừng cho con nó nằm nó nghỉ đó. Rồi chị bán tối nhà tới chiều chị dẫn về, chị đi dọn bụp lá dưới mương á, cái đạp cái miếng mai 11 mũi rồi ngồi suốt một tháng Tết con nó làm hết trơn. Bà em không biết sao mà bao nhiêu cái khổ nó cứ dồn lên cho chị hết vậy. Chị sợ mình... một khi chị chết sớm chị bỏ con chị chứ bị gì à? Nhà chị em của chị là bệnh tim không à, con nó nói mẹ ơi gán đi, hồi hôm đó nó 7 tuổi mẹ gán 10 năm nữa rồi con mần con nuôi mẹ. Chị ơi bây giờ em thấy trời cũng chiều rồi, có thể nào mà cho tụi em đến nhà thăm nhà chị một chút xíu rồi gặp bé nó luôn rồi nha. Đi chị. Đèn sắt chưa? Đây. Đường nào hả chị ha? Dắt tụi em nha. Đây chắc Bảo hả? À anh Tú chắc để tạm cái túi chanh ở đây đi anh. Mời cô chú ngồi. Dạ. Đây là cái ngôi nhà mà lúc mà anh mất rồi chị về đây ở tới giờ phút này luôn hả? Ở tới giờ luôn á chú. Nhà có chẳng hạn có phải cần phải sửa rồi phải đóng mới hoặc là chỉnh chu vừa lại rồi có ai giúp không? Nói chung là hồi 8 năm đến giờ ở tới giờ nó gãy nè, chú thấy gãy không có sửa gì hết trơn. Em thấy cái bàn còn mục nữa, mối ăn hết rồi. Nói chung là 8 năm nay là chị chịu ở suốt ngập, từ tháng 9 là ngập tới Tết nhưng mà đâu có tiền, đâu phải có tiền thì nói người ta phụ, người ta lấy đất, người ta đắp lên hình nhà. Từ đây nhìn vô trong nhà em thấy cũng coi như... chắc dột lắm hả chị hả? Bởi vì nó dột mà mục rồi không dám leo sóc nóc. Rồi Thành cái thấy dột thì chạy chỗ khác, con đang để hôm đó để bàn học đó. Dột thì dời qua chỗ khác. Mượn anh em để sóc nóc được nhưng mà cây nó yếu không dám leo. Bây giờ thì coi như là Bảo cũng lớn lớn là còn phụ mẹ được chứ hồi mới về đây là 7 tuổi. Rồi chắc cũng một mình chị là coi như cán đáng hết việc trong nhà. Coi sóc rồi sửa sang. Hồi 7 tuổi về đây nó bệnh dữ lắm. Rồi chị nuôi một mình ở bệnh viện. Trời. Cả tuần hơn tuần rồi tới chừng đưa xuất viện ở đây cái chị thức đêm quá cái gì bị tuột huyết áp cái chị gối loạn trần đình ra ngoài là bệnh viện nằm cũng nằm chị nằm có một mình luôn. Con thì để nhà cho bà ngoại. Những lời kể tuy ngập ngừng đứt quãng nhưng đủ để chúng tôi cảm nhận được tình thương và sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ suốt bao năm qua luôn bên cạnh chở che cho con trước bao sóng gió. Chính điều đó đã tiếp thêm cho chị sức mạnh và nghị lực để vượt qua những bệnh tật âu lo, để trở thành điểm tựa cho con yên tâm học hành.
Không quản nắng mưa cặm cụi với những công việc đồng áng thời vụ, chị vẫn miệt mài, những mong bằng sức mình có thể góp nhặt từng ngày để cho con niềm hy vọng ở tương lai. Thương mẹ nên mới nghỉ Tết được vài ngày. Trong bão, đứa con trai duy nhất của chị Bai đã lặn lội đi bắt từng con ốc đem bán phụ mẹ trang trải cuộc sống hàng ngày. Tuổi thơ phải theo mẹ cha xuôi ngược nơi xứ xa, không hưởng trọn niềm hạnh phúc ấm áp nơi mái gia đình. Bảo dường như trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa. Thế nhưng những lần gián đoạn việc học, phải theo mẹ vất vả mưu sinh, vẫn không ngăn được sự phấn đấu mạnh mẽ nơi cậu bé này. Suốt 8 năm liền, Bảo luôn đạt thành tích xuất sắc ở trường và nhiều giải thưởng học giỏi tiếng Anh dòng huyện và tỉnh. Nhìn những phấn đấu của chị Bai, của cháu Bảo, chúng tôi cảm nhận được rằng dưới mái nhà này, sau những mái lá xác xơ, những cột kèo mục nát ấy, là sự phấn đấu không ngừng nghỉ, là sức mạnh của nghị lực, của niềm tin đã đẩy lùi những chông gai. Tin rằng mai này, những ước mơ ấy rồi sẽ nở qua vào một ngày nắng mới. Rồi bình thường Bảo đi học về, Bảo có giúp mẹ được cái gì không? Dạ, thì khi con đi học về thì con thấy gì ở nhà thì con làm hết, như con chặt củi, nấu cơm, nấu nước. Trong trường là học sinh giỏi. Dạ, con học giỏi 8 năm liền. Cô thấy cái điều kiện gia đình của con thì rất là thiếu thốn. Dạ. Nhưng mà làm thế nào để con có thể học tốt? Dạ, thì con vì mẹ con thấy mẹ con thì cũng khó khăn cho nên con phải cố gắng hơn nữa. Cô nghĩ là cái việc mà con đi học nè, có bạn bè đồng trang lứa mà có ba có mẹ rồi cuộc sống của các bạn cũng đủ đầy hơn, thì bản thân con cái cảm giác của con như thế nào? Thì con cũng thấy buồn lắm cô, con thấy là cũng mất cha rồi thì còn có mẹ thôi à. Bây giờ sức khỏe mẹ cũng yếu, thì con năm nay là học lớp 9, thì ngoài cái việc học ra con nghĩ là con cũng có thể phụ mẹ đi hái chanh thêm hay là gì đó, mặc dù là biết là cái việc học của mình nó cũng quan trọng, nhưng mà vì cái cuộc sống gia đình hai mẹ con mình phải đỡ đần nhau ha, và vì sức khỏe của mẹ nữa. Chị ơi, bây giờ thì cái điều mà chị lo lắng nhất bên cạnh cái sức khỏe của chị là cái gì? Chị có được cái nhà đặng mà sau này con chị cũng có nơi ở, ví dụ chị có gì cũng có nhà con chị nó ở. Con nó nói mẹ ơi, giấy mà cho mình được cái nhà cái hai keo con ở, mẹ cất cái nền đựng ngập là mừng. Bị gì ngập 8 năm nay á. Ngày hôm nay chương trình đến thăm gia đình mình rất là muốn làm sao mà giúp hết được những cái khó khăn của gia đình của mình. Nhưng mà hiện tại trước mắt thì cái món quà mà tụi em mang đến cho gia đình của mình ngày hôm nay sẽ là một số tiền để hai mẹ con có thể cất một ngôi nhà mới. Thưa quý vị khán giả, sau khoảng thời gian bôn ba kiếm sống nơi đất khách quê người, có lẽ những mảnh đời lam lũ như chị Bai chỉ mong sao có được một cuộc sống ổn định, một mái nhà chắc chắn để có thể vững lòng hơn trên bước đường tạo dựng tương lai. Thế nhưng những trắc trở trong cuộc mưu sinh rồi bệnh tật đã khiến cho ước mơ nhỏ nhoi về một mái nhà lành lặn của chị chưa thể thực hiện được. Và ngày hôm nay, Tuyết Vinh xin được thay mặt chương trình Chắp Cánh Ước Mơ trao món quà trị giá 40 triệu đồng này cho gia đình của chị, để từ đây gia đình mình sẽ thực hiện được ước mơ mà chị đã hằng mong ước. Và xin được trao lại cho chị món quà này. Mong là với ngôi nhà mới này thì gia đình của mình sẽ không còn lo nước ngập, không còn lo dột nát nữa. Hai mẹ con sẽ có một cái nơi ở lành lặn hơn. Và hy vọng là qua món quà của chương trình, đó là một động lực lớn để cho Bảo cố gắng vươn xa hơn. Tết đã về trên những nẻo đường quê, và năm nay Tết như trọn vẹn hơn với gia đình chị Bai. Khi giờ đây, sau bao ngày ước ao hy vọng, gia đình chị đã có được cho mình một mái nhà vững chãi tương tất. Những bức tường chắc chắn, mùa sơn mới như xua tan những âu lo của chị mỗi khi mùa mưa tới. Và niềm vui càng trọn vẹn hơn khi những ngày cuối năm này, gia đình chị nhận được rất nhiều tấm lòng cũng như những món quà xuân đầy ý nghĩa.
Để rồi từ đây, hai mẹ con có thêm những động lực, niềm tin vững bước hơn trên con đường hướng tới tương lai. Nhọc nhằn mưu sinh, bao vất vả vượt qua nghèo đói, nên không dám mơ một mái ấm cho riêng mình. Câu chuyện đời cuối năm được khép lại với những giọt nước mắt đong đầy niềm vui của chị Bai và cháu Bảo. Tin rằng từ đây hai mẹ con sẽ dơi bớt nỗi nhọc nhằn trên bước đường mưu sinh gian khó, và mùa xuân sẽ lại về nơi gian nhà nhỏ vì những yêu thương ấm áp và sự sẻ chia của cộng đồng. Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chị Bai, vui lòng liên hệ theo địa chỉ: chị Nguyễn Thị Bai, ấp Lương Phú 2, xã Lương Phú, huyện Chồng Cơm, tỉnh Bến Tre, hoặc chương trình Chắp cánh ước mơ, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại 0706 250 555. Chắp cánh ước mơ cho cuộc đời vương xa, chắp cánh ước mơ làm ấm lại lòng ta. Một căn nhà xinh mang bao nghĩa tình, một căn nhà xinh mang bao niềm mơ ước, một căn nhà xinh.